Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ 3 nam thanh niên liên quan đến vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bao Bàng, Bình Dương vào ngày 3 tháng 3. Nhóm đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Linh Đoan, sinh năm 1994, quê Quảng Nam, Trần Quang Triệu, sinh năm 1993, quê Bình Định là hai trong số 4 đối tượng trực tiếp tham gia vụ cướp. Lực lượng chức năng còn bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1995, quê Bà Triệu Vũng Tàu, là người hỗ trợ đoan tiêu thụ một số vàng đã cướp được. Theo điều tra, nhóm này tham gia các hội nhóm vợ nợ trên mạng xã hội, kết nối với nhau và thực hiện vụ cướp tiệm vàng. Trước đó, vào khoảng hơn 12 giờ ngày 3 tháng 3, nhóm bốn người đi trên hai chiếc xe máy xông vào tiệm vàng Bích Quý ở huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương. Một người chỉ vật giống súng, đầy đồng bọn dùng búa, đập kính cướp đi số lượng vàng lớn trong tủ. Theo chủ tiệm vàng, số vàng bị cướp khoảng gần 40 lượng, tức là hơn 1,6 tỷ đồng.